chạy qua cầu đi hai chân hai chân mời những vận viên tiếp tục qua chạy thì quý vị lên tay đi qua chiến trường. Chúng ta sẽ còn có dịp gặp gỡ một người bạn đồng minh khỏi cách đến từ đảo Hoa Sa, mà là đất nước tiền đồ đẹp và mạng đường. Mạng đường sẽ trổ tài đi cà phê rất khéo léo và còn biết diễn hoạt cảnh rất yếu tố về việc bảo vệ môi trường, chống hút thuốc lá nơi công cộng. Hơn thế nữa, bạn đường sẽ làm mẫu về kinh doanh miệng như thế nào do đúng cách mà còn biết chạy xích lô nữa đó. Chúng ta sẽ đến với những cuộc so tài giữa hai bạn gấu Lisa và gấu Lucky qua những phần thi gấu này con nữa, gấu sau này vượt cầu, gấu trong chuối, gấu lăn vòng, gấu đi xe đạp vòng quanh sân khấu, gấu đứng thang bằng nhìn con lăn. Và quý khách sẽ có những phút giây trầm trồ thán phục trước màn trình diễn độc đáo gấu đi dây tử nặng, và đặc biệt gặp gỡ những chiến tranh khổng lồ đến từ miền Nam Mỹ xa xôi. Chúng ta càng không